Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Kim sẽ tiếp tục giới thiệu những cái mẫu xe cũ tại Toyota Tân Cảng để gửi đến quý vị ha. Đây là một mẫu Fortuner máy xăng số tự động một cầu quý vị, đời 2017, màu xám lông chuột đây quý vị. Xe này đứng tên cá nhân, một đời chủ, đời 2017 rồi quý vị. Xe mang bảng số tại thành phố Hồ Chí Minh 51F đây quý vị ha. Màu xám lông chuột đây quý vị. Những cái mẫu xe Fortuner nào mà sơn cái màu xám lông chuột này á thì quý vị có thể thấy là nhìn xe rất là cứng cáp ha. Đó, hôm nay thì khi mời quý vị cùng Kim khám phá chi tiết mẫu xe này, một mẫu xe mà quý vị có thể nói là chuyên phục vụ gia đình đấy quý vị. Bây giờ khi mời quý vị hãy cùng Kim khám phá chi tiết ha. Đây, em nói đây quý vị. Xe 2017 sử dụng gia đình, mang bảng số tại thành phố Hồ Chí Minh 51F đây quý vị ha. Xe này sau 5 năm sử dụng chỉ chạy có 74.300 km thôi quý vị. Nè, quý vị thấy những cái bộ vỏ không? Còn rất là dày ha. Đây. À, để Kim đi một vòng quanh xe để quý vị có thể đánh giá tổng quát nhất về cái mẫu xe này. Quý vị thấy không ạ? Nhìn tổng thể thì quý vị sẽ thấy là nhìn xe còn rất là liền ha. Từ trước ra sau. Đây. À. Đây. Những cái mẫu xe mà đi gia đình thường số km nó ít nha quý vị, và cái chất lượng xe thì nó còn rất là ổn rồi quý vị, tại vì xe gia đình thì hầu hết là ít đi. À, đây rồi quý vị. Đó, quý vị thấy không? Xe rất là cứng cáp ha. Đây. Đó. Đây, quý vị thấy không? Nước sơn khi mà quay mà không có ánh nắng, nhưng mà quý vị thấy là nước sơn nó còn rất là bóng rồi quý vị. Đây ạ. À. Vào chi tiết á, thì quý vị thấy là đầu tiên là cái nắp capo này. Đó. Tuy là còn bẩn này nha quý vị. Nè, quý vị thấy không? Đường bụi bẩn này. Nhưng mà cái nước sơn còn rất là đẹp quý vị. Những cái đường dập nổi nè trên cái nắp capo này quý vị nè. Đó. Quý vị thấy không? Đẹp ha. Đó, cái độ phản xạ trên cái nước sơn này tốt nha quý vị. Nè quý vị thấy nè. Nè. Bộ đèn này. Cái này mà sau khi được đánh bóng qua công nghệ Maruri á thì cái bộ đèn nó còn sáng lên. Sáng lên nữa quý vị, để nó tăng cái hiệu quả chiếu sáng lên ha. Về nè. Đây, phía dưới đây ạ. À. Đây, bộ vỏ này quý vị. Đó, vỏ ha, vỏ còn rất là dày ha. Cái lốp nó dơ quá thì chúng ta không thể nào mà xem đến lốp được nữa quý vị. Nhưng mà cái vỏ xe này còn rất là dày ha. Đó. Đây, mâm thì cũng không có vết trầy hết nữa quý vị. À, phía trước này quý vị. Các chi tiết mạc chrome còn rất là sáng nữa quý vị. Phần phía trước các chi tiết còn rất là đẹp ha. Nè, những cái bộ đèn này, những cái chóa đèn này quý vị, bên trong còn rất là sáng ha. Đây, quý vị thấy không, nhìn tổng thể này, trước ra sau này đẹp nữa quý vị. Đây, bộ vỏ bên này nữa quý vị, vỏ này cũng còn rất là sâu ha. Phải nói là những cái vỏ, hai cái vỏ trước bên trái cũng như là bên phải, vỏ còn rất là sâu quý vị. Đây. Đây, nè quý vị nè. À, mâm không hề có trầy quý vị, chỉ có bẩn thôi chứ không có trầy xước gì hết nha quý vị. Xe này thì chỉ dùng trong khóa chìa khóa thông minh nên quý vị có thể thấy là có nút khởi động start top ở đây ha. À, nút bấm start top khi mà nó sẽ tự động cảm biến, và khi quý vị vào xe thì quý vị chỉ cần bấm cái nút ngay cửa thì quý vị sẽ vào xe được rồi ha. Nè. Đây. Chỉ cho quý vị. Bẩn lắm quý vị, chứ không có. Nè quý vị nhìn nè, ốc cửa này chưa hề mở này. Rồi tiếp theo đó là quý vị nhìn cái sùng cửa này đó. Vẫn còn theo nguyên riêng hết rồi quý vị. Nè. Đây. Đó, quý vị thấy cái bảng tắp bị cửa không? Còn rất ok ha. Tiếp tục ha. Đây. Ốc cửa đây ạ. Nè, quý vị thấy ốc cửa không? Nè, ốc cửa này quý vị này, chưa có dấu hiệu tháo mở này. Rồi sùng chỉ nè. Đây. Sùng chỉ đây rồi quý vị. Nè. Là còn y nguyên riêng từ nhà máy rồi quý vị. Đây. Khi mở cửa sau cho quý vị coi luôn. Nè. Sùng chỉ này quý vị. Nè. Đây. Quý vị thấy không? Sùng chỉ còn đẹp ha. Này, các bạn tắt đi cửa này.
có ký hiệu Fortuner trên đây ha. Thì cái chi tiết đơn giản nhưng mà nhìn nó cũng tăng thêm cái vẻ sang trọng cho cái mẫu xe này quý vị. Nội thất bên trong này quý vị nè, quý vị có thể nhìn sơ bộ ha. Nội thất còn rất là mới nha quý vị, đúng chất với một cái mẫu xe mà sử dụng gia đình. Cái bộ vỏ sau thì mòn rồi nữa quý vị, cái vỏ sau này mòn, cái vỏ sau này chỉ vì đi vài chục km nữa là phải thay cái vỏ này rồi. Quý vị thấy nước sơn không? Phải nói là nước sơn rất là bóng bẩy nha quý vị. Cái hiệu Fortuner rất là sắc nét ha. Đây, dưới đây là hệ thống cảm biến da đây. Và đây là camera da quý vị. Hiện trạng của xe này á là mới thu về quý vị, chưa có tiến hành làm đẹp theo công nghệ Marukuri gì hết ha. Ốc cốp này quý vị, đây, ốc chưa có dấu hiệu tháo mở này quý vị nè, sùng chỉ nè, đây nè quý vị, đó. Đây. Đó, quý vị thấy không, sùng chỉ là còn y nguyên ring ha. Và quý vị có thể nhìn tổng thể cái khoang nội thất bên trong, nhìn từ phía sau đây quý vị nè, những cái mối hàn này nè, quý vị thấy không, những cái mối hàn vẫn còn y ha. Đây trên đây là những cái mối hàn ở đây đó, ở đây nữa nè, mối hàn này nha quý vị, đó đây nha quý vị, những mối hàn còn ổn hết ha. Truyền thống hơi mạnh này, che biển số nó hơi rớt. Đây gầm xe đây quý vị, đó cái phuộc này quý vị nè, không có hiện tượng xì nhớt gì hết quý vị. Và phuộc bên này đó, vỏ sơ cua thì cũng còn tương đối dày, nếu mà xe mình bị lủng lốp thì cái vỏ sơ cua này cũng phục vụ quý vị đi được ha. Cái bộ đèn sau này còn rất là mới quý vị, nhưng mà cái chủ nhân trước á gắn cái nẹp đèn sau này ở bên khiêm về là thấy nó cũ rồi, nên bên khiêm tháo ra thì nó còn những cái chất keo này ha. Thì thế này thì sẽ tiến hành dọn dẹp theo công nghệ Marukuri thì nó sẽ đánh, và nó được đánh bóng á thì nó sẽ đẹp trở lại thôi. Nhìn tổng thể phía bên trái này quý vị, đây. Bộ vỏ sau thì giống như cái vỏ bên kia cũng mòn rồi nghe quý vị, đây mâm đây ạ, đây. Tiếp tục là cửa sau ạ, đây cửa sau đây quý vị. Đó, quý vị thấy cửa sau không? Đẹp nha quý vị. Đây, đây tất biệt cửa này. Đó, đây, xin giới thiệu luôn quý vị nội thất ở hàng ghế sau ha. Đây. Đó, quý vị thấy không? Nội thất thì bên trong này, những cái ghế này không có rách hay là nhăn nheo nhiều nữa quý vị. Sau 5 năm sử dụng ha. Nè, quý vị thấy không? Những cái bộ ghế này còn rất là mới ha. Đó, hàng ghế sau đây quý vị. Chất lượng còn lại thì đẹp nha quý vị. Trần xe đây quý vị, đây quý vị thấy không, nè, trần xe này đó quý vị thấy không, còn rất là mới ha. Đây quý vị có thể quan sát phía trước luôn nè, đó quý vị thấy không, nói chung là trần xe còn rất là mới nha quý vị. Đó, đó quý vị thấy âm thanh đóng cửa không ạ, rất đầm và chắc nha quý vị. Đây cửa trước đây quý vị, nè, cửa trước này. Đây. Đó, quý vị thấy không? Keo chỉ là vẫn còn y ha. Đây. Đây ạ. Nè, quý vị thấy này. Đó. Quý vị thấy không? Cái ghế tài này còn rất là mới nữa quý vị. Đó. Và đây là ghế riêng theo xe này, quý vị thấy này. Đó, cái chất lượng đó phải nói là còn rất là đẹp nha quý vị. Đó, đây là không gian nội thất ha. Ở dưới đây thì ở tất cả các cửa thì chủ nhân này đã gắn những cái nẹp chống trầy ở những cái vị trí bước chân này để khi mình bước lên đó thì nó khỏi bị trầy xe của mình nha quý vị. Đây rồi, Kim đã vào xe. Đối với xe này như Kim nói là sử dụng chìa khóa thông minh Smart Key. Đây quý vị, đây là chìa khóa thông minh của xe ha, để khi mà khởi động máy lên luôn rồi cùng quý vị quan sát ha. Đây
Có một cái hay nữa là xe này sẽ có bộ hiển thị tốc độ đây này các quý vị. Hiển thị tốc độ nó sẽ hiển thị lên kính này. Thì khi mình lấy xe á, để khi mình lấy xe mình đi á, thì nó hiển thị tốc độ lên cho mình, để mình vừa lái mình vừa nhìn vô này á, thì nó sẽ dễ dàng hơn quý vị, tránh tình trạng mình bị bắn tốc độ ha, mình canh tốc độ được dễ dàng hơn. Đầu DVD Pioneer theo xe đây, camera yeah đây quý vị. Cái này nó bị dính bụi bẩn rồi, thì khi mình sẽ tiến hành vệ sinh lại ha. Này, nhưng mà các chi tiết ở trong các bạn tắp lua này quý vị nè, quý vị thấy không, còn rất là mới ha. Đó, từ đầu DVD, hệ thống nút bấm đây nè quý vị thấy không, còn rất là đẹp nha quý vị. Đó, bây giờ khi mời quý vị cùng Kim ra phía trước để khám phá cái khối động cơ này nha quý vị. Đây cái khối động cơ đây quý vị nè. Đó, quý vị thấy không, đây bụi bẩn nha quý vị, bụi bẩn theo thời gian, nhưng mà quý vị hãy cùng Kim khám phá chi tiết này nè, những con ốc đi máy nè. Đó, chưa có hiện tượng tháo mở gì hết nha quý vị nè. Đây những con ốc đây ạ. Đó quý vị thấy không, đây những con ốc này. Rồi tiếp tục là con ốc thân máy nè quý vị, chưa có hiện tượng tháo mở nha quý vị. Nhưng mà quý vị hãy nhìn cái máy nó đang nổ đây ạ, quý vị thấy không, máy nổ không hề có hiện tượng rung giật gì hết quý vị. Và bản thân cái máy á, quý vị thấy nó rất là sạch sẽ đúng không ạ, không có hiện tượng xì nhớt ở đâu hết nha quý vị. Và ở dưới nữa thì quý vị có thể thấy nè, đó theo cái tay của Kim nè, thì đó là con ốc của Bua ha, một trong những con ốc rất là quan trọng để đánh giá xem thử là xe có thể xảy ra tình trạng ngập nước hay không nha quý vị. Thì vẫn còn y ha, chưa có hiện tượng tháo mở gì hết ha. Đó nè quý vị, nhìn cái khoang động cơ này, mặc dù chưa vệ sinh nhưng mà quý vị thấy là khoang động cơ này rất là sạch sẽ ha. Đó, đây quý vị sẽ cùng Kim quan sát ha. Tiếp theo về cái nắp capo đây là sao nè, nắp capo này chưa có tháo mở nè, rồi keo chỉ nè, này đây keo chỉ đây quý vị, vẫn còn y nha quý vị. Đó quý vị thấy không, cam kết không tai nạn, không ngập nước đối với những cái mẫu xe cũ tại Toyota Tân Cảng rồi quý vị. Thì hiện tại mẫu xe Fortuner máy xăng số tự động một cầu đời 2017 này được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 884 triệu đồng nha quý vị. Thì quý vị có nhu cầu về cái mẫu xe này thì quý vị vui lòng gọi hotline hoặc là đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Kim để Kim có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị chi tiết về cái mẫu xe này. Đó, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.